Xin chào tất cả các bác đã đến với kênh YouTube của Điểm Máy Em Phát. Trong video hôm nay của Điểm Máy Em Phát, em sẽ giới thiệu đến anh chị và các bác một sản phẩm máy rửa xe ô tô dùng điện một pha 3,7kW cực khỏe, phù hợp cho bác nào đang có ý định mở một tiệm rửa xe chuyên nghiệp với tên gọi là máy xe Kumisai 2600PG 3,7kW. Với sản phẩm này nó có những ưu điểm như thế nào và đặc điểm ra sao? Xin mời các bác và anh chị theo em để cùng tìm hiểu nhé. Đầu tiên, em xin nói qua một chút về con máy rửa xe cao áp 2600PG của Kumisai này. Cái điểm đặc biệt ấn tượng nhất của em nó đấy chính là về công suất. Em nó công suất là 2600PG, trang bị một cái đầu motor là 37kg, sử dụng rất là phù hợp để các bác có thể chọn một tiệm rửa xe chuyên nghiệp để có thể phục vụ mỗi ngày từ 20 đến 30 xe ô tô, rất là tuyệt vời. Ngoài ra cái áp lực làm việc của em nó rất ổn định, trung bình là 143 và tối đa lên đến là 230, cực khỏe, cực tốt. Hơn nữa là trọng lượng của em nó cũng là một cái điểm cộng, nó trọng lượng 56kg và bánh xe thì di chuyển khá linh hoạt. Tuy nhiên, nếu mà các bác và anh chị vận hành thì nên để em nó quỵ một chỗ, tránh di chuyển nhiều lần. Do máy rửa xe Kumisai 2600PG 3,7kW này nó có sử dụng bằng khí sứ cho nên là độ ồn của nó rất là thấp và cái khả năng làm việc của nó lại rất là cao. Một đặc điểm khác mà con máy rửa xe Kumisai 2600PG 3,7kW này nó sẽ rất phù hợp hay là tiện dụng đến anh chị và các bác, đấy chính là máy được trang bị 4 đầu bếp phun để có thể phù hợp với nhu cầu sử dụng của anh chị và các bác. Thì nếu mà các bác và anh chị sử dụng dùng để rửa xe ô tô chuyên nghiệp thì nên sử dụng hai đầu bếp phun này, với bếp phun màu trắng là 40 độ và bếp phun màu vàng là 15 độ. Còn nếu mà sử dụng dùng để tẩy rửa hay là dùng hóa chất thì nên sử dụng bếp phun 0 độ màu đỏ này và bếp phun hóa chất này màu đen. Và bây giờ thì để anh chị các bác có thể hình dung rõ hơn về cái khả năng độ xịt rửa này, về cái hiệu quả làm việc của con máy rửa xe Kumisai 2600PG 3,7kW này, thì bây giờ em sẽ giúp các bác hình dung và để xem là hiệu quả làm việc của em nó sẽ như thế nào nhé. Như vậy thì em vừa giới thiệu cho anh chị các bác cái sức mạnh cũng như là cái khả năng làm việc của con máy rửa xe Kumisai 2600PG 3,7kW này. Em nó hoạt động rất là bền bỉ này, hiệu quả này. Và đặc biệt hơn nữa thì em nó sẽ cực kỳ phù hợp cho các bác nào đang có ý định mở một tiệm rửa xe chuyên nghiệp. Ngoài ra thì hiện tại công ty Em Phát chúng em đang phân phối chính hãng máy rửa xe Kumisai 2600PG 3,7kW này đang có mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường hiện nay, với mức giá chỉ hơn 15 triệu đồng mà thôi. Nếu anh chị và các bác có nhu cầu, có thể vui lòng liên hệ đến số hotline hoặc để lại comment dưới video này để đội ngũ kỹ thuật bên em sẽ hỗ trợ và giải đáp thắc mắc dành cho anh chị và các bác. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của Điện Máy Em Phát.